Điền và Hà Trinh mời quý vị khán giả cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn có biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin về một địa danh có từ lâu đời ở miền Nam, đó là núi Châu Thới. Núi Châu Thới được coi là một trong những địa điểm vui chơi của người Sài Gòn ngày xưa, bên cạnh suối Lộ Ồ và vườn cây ăn trái ở Lái Thiêu. Thuở xưa thì vào dịp cuối tuần, người Sài Gòn sẽ đi xe ngựa hoặc là xe lửa qua cầu Bình Lợi và lên núi Châu Thới để mà vui chơi. Nói về vị trí địa lý thì núi Châu Thới cao khoảng 82m so với mặt nước biển và cách thành phố Hồ Chí Minh 24km, nằm ở xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương và đã được xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia vào ngày 21 tháng 4 năm 1989. Và theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí thì từ năm Tự Đức thứ 3 1850, núi Châu Thới đã được đưa vào trong cuốn tự điển. Cũng theo sách này thì phong cảnh của núi Châu Thới rất là hữu tình, thêm vào đó là những cụm dân cư sống bao bọc xung quanh núi, thành ra là cái ngọn núi này rất là gần gũi với du khách bốn phương. Không chỉ được người dân quanh vùng biết đến vì danh lam thắng cảnh rất hữu tình, mà bên cạnh đó núi Châu Thới còn có một điểm nhấn, đó chính là chùa Châu Thới, được xây dựng từ năm 1612 do thiền sư Khánh Long xây dựng. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Bình Dương và có thể nói là cổ thuộc hàng nhất trong vùng Nam Bộ. Kiến trúc của ngôi chùa Châu Thới hiện nay được biết đến là vẫn còn giữ được dấu tích của một ngôi chùa cổ, song chùa vẫn giữ được những giá trị, đó chính là những bảo vật từ thời xưa, vừa có giá trị lịch sử mà vừa có giá trị thẩm mỹ. Trong số những cái cổ vật ngày xưa thì đáng chú ý nhất đó là bộ thập bát La Hán và thập điện Diêm Vương bằng đất nung, khá là độc đáo và có từ lâu. Điều này cho thấy là nghề làm gốm ở địa phương đã phát triển từ rất sớm. Bên cạnh đó thì trong chùa còn lưu giữ được 3 pho tượng Phật tạc bằng đá cổ khoảng vào thế kỷ thứ 17. Và một bức tượng Quan Âm bằng gỗ làm từ một cây mít cổ thụ hàng trăm năm tuổi trồng ở trong chùa.